Xin chào anh em. Chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay công ty của Khanh lại về một chiếc xe tải sắt có tải trọng là 9 tấn với số lỗi là N900. Thì hôm nay Khanh sẽ quay clip Khanh giới thiệu cho anh em nha. Thì đây là con xe lô mới của 2021, nên là anh em nào đang có nhu cầu mua xe tải sắt tầm khoảng 8 đến 9 tấn thì chúng ta nên tham khảo một dòng xe tải sắt nữa. Là cái con này là giờ nó là có một cái mẫu thiết kế mới và sử dụng động cơ cumin, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu và rất là bền nha anh em. Đó. Thì tổng thể có con xe này á, Khanh xin giới thiệu sơ cho anh em là con rắc N900 có tải trọng chính xác của nó là 7 tấn với kích thước thùng dài là 7m, bề ngang á, là 2m3, chiều cao là 2m150 và sử dụng động cơ cumin 4 máy với dung tích máy của nó là 3.8. Đó, đó là cái thông số cơ bản về cái con xe rắc N900 này. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến những cái chi tiết nhỏ của con xe rắc nha. Thì như anh em cũng thấy con xe rắc N900 á, nó sử dụng là cabin vuông, là một trong những cái sản phẩm cao cấp nhất của nhà máy rắc. Đó, như anh em thấy đây là cái chữ rắc mạ vàng, là cái một trong những cái sản phẩm cao cấp của nhà máy rắc, thì tất cả nó đều phải mạ vàng như thế này. Đó, đây là cái số lỗi của xe tải N900. Nếu anh em nào mà còn cái thùng dài hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn hạ tải xuống thành N800, còn có thùng dài là 7m6 thay vì 7m như con N900 này nha. Đây là cái cụm đèn phía chiếu sáng phía trước, là sử dụng là đèn halogen, đèn đứng, tích hợp xi nhan và đèn mi trên đèn luôn, trên một cái cụm đèn này luôn. Phía dưới thì chúng ta sẽ có cái đèn đèn cản này nữa. Cản này làm bằng mũ nè, rất là chắc. Đó, như anh em thấy cũng biết là cái dòng rắc nếu mà cabin vuông thì nó sẽ có hai cái thanh mạ chrome như thế này, nhìn xe mình rất là cứng cáp nha. Và phiên bản đời rắc N900 á thì nó sẽ có trang bị thêm cái gương mo ở trước gương đầu xe nè, rất là lớn nè, để cho anh em tiện quan sát hơn, tại vì cái cabin này nó khá là cao, nhiều khi anh em không nhìn thấy dưới phần gầm xe á, thì cái gương này nó sẽ giúp anh em giảm thiểu cái điểm mù. Đây là vẫn cái tem quen thuộc của nhà máy rắc nha. Rồi, trên xe rắc N900 thì nó cũng trang bị chúng ta hai cái gương chiếu phía sau. Một là cái gương phẳng này nó nhìn trực diện ra phía sau thùng xe luôn. Hai là cái gương lồi này thì nó nhìn rộng hơn, nó có thể nhìn bao quát hơn, nó giúp anh em có thể né như chiếc xe máy đứng bên cạnh chúng ta nha. Tay khóa mạ chrome rất là đẹp nè, tay khóa hiện đại nha. Trong gốc xe tải thì cái tay khóa này làm là hiện đại nhất. Rồi, về phần cỡ lớp xe thì con xe này sử dụng lớp cao su Mina, lớp trước lớp sau bằng nhau, với cỡ lớp là R8 825R20. Đó. Thì lớp xe của con mấy con xe rắc lắp ráp á, đa số là đều phải sử dụng lớp cao su Mina. Nhà máy rắc sử dụng cái lớp này thì cái thương hiệu này rất là bền. Lớp cao su Mina là một trong những thương hiệu lớp bền nhất ở Việt Nam mình nha. Đây, về phần thùng xe thì như Khanh nói lúc đầu video á, là cái con này nó có kích thước thùng dài á là 7m, bề ngang là 2m3 và chiều cao của nó là 2m150. Đó là chiều cao tối đa của con xe thùng bạc nha anh em. Để Khanh đứng lên Khanh quay bên trong thùng xe cho anh em. Đây là cái thùng tiêu chuẩn. Thì như anh em thấy là trụ bằng sắt, vách ngồi là inox, vách trong là tôn kẽm. Sàn là sàn sắt phẳng, dày 2.5 ly. Chuồng heo, khung chuồng heo cũng bằng sắt hợp. Nói chung là con xe này là thùng tiêu chuẩn, nên là nó thích hợp cho chở mấy cái hàng khô, đồ khô thì rất là thích hợp. Còn như anh em nào mà muốn chở đồ nước, đồ ăn mòn á, thủy hải sản á, thì chúng ta sẽ đóng cái thùng cao cấp hơn. Ví dụ như trụ này chúng ta đóng bằng trụ inox, biên thùng đóng inox, bao bửng chúng ta cũng nên đóng inox, sàn cũng đóng inox luôn, thì nó sẽ là tốt hơn rất là nhiều. Con xe này sử dụng là phanh hơi lốc kê, nên là nó sẽ có hai cái bầu hơi đây nha anh em. Đó, hai bầu hơi đây, hai bầu hơi rất là lớn. Đây, anh em nhìn thấy cái con chassis này rất là dày nha, chassis rất là to, như một gang tay Khanh luôn đó nha. Đó, chassis nên là cái chịu lực con xe này rất là tốt. Về phần khung gầm, anh em nhìn nè, xe sử dụng là do cái sử dụng cái động cơ cumin, nên là cái cầu số nó cũng là của thằng có công nghệ giống như động cơ luôn,
Đây là nó rất là bền, cầu rất là lớn, anh em nhìn nè. Đó, đây là cầu và nhíp phuộc giảm chấn. Đây là cái phanh lốc kê. Đó, đây là cái lớp sơ cua, đặt cho vị trí lớp sơ cua này. Hiện tại con xe này đang có giá chỉ hơn 700 triệu nha anh em. Anh em nào mà mua trả góp thì đưa trước cho cái bên Khanh tầm 25%, tầm khoảng 180 nha anh em. 180 là có thể lấy xe về chạy rồi. Thì con xe này nó có thêm cái thùng kính nữa. Nếu anh em nào muốn lấy thùng kính thì Khanh sẽ đóng cho anh em. Còn đây là thùng bạc, Khanh muốn giới thiệu cho anh em là con xe thùng bạc thôi. Đây là phía sau vào xe. Đây. Rắc N900 cũng trang bị cho chúng ta cái hộp đựng đồ nghề rất là lớn ở đây. Anh em có thể đựng như mà con đội hoặc là cái bộ sửa chữa xe, khi mà mình có sự cố gì mình lấy thì sử dụng rất là nhanh. Đây, Khanh sẽ quay phần khung cho anh em nhìn nha. Đây là cái bình dầu làm bằng hợp kim nhôm. Dưới đây tầm hơn 200 lít nha anh em. Anh em này Khanh sẽ quay chi tiết về cho anh em về cái con xe này cho anh em luôn. Tại vì dòng N900 này được rất là nhiều anh em quan tâm nha. Nó có sử dụng máy combin như cái thằng Thaco Oman bây giờ. Nhưng mà con này á, nó là cải tiến hơn, tốt hơn, đồng bộ hơn, chạy chất lượng tốt hơn, bảo hành lâu hơn. Con này bảo hành cho anh em 5 năm, 150.000 cây. Đó, trong cái dòng xe tải mà tập phân khúc mà 9 tấn thì chỉ có thằng này mới bảo hành lâu như vậy thôi nha anh em. Không có sản phẩm nào mà bảo hành lâu như con rắc N900 này đâu. Đây là cái hộp số xe. Rất là lớn. Quay cho anh em nhìn rõ về con xe rắc N900 này. Bây giờ anh em mình sẽ lên cabin xe nha. Thì trước tiên lên cái bên xe thì anh em cũng thấy con xe này sử dụng là ghế nỉ 3 chỗ ngồi. Và phía sau của nó là có cái giường nằm, vô là cabin kép, kêu cabin kép hoặc là cabin đôi nha anh em. Đây đây. Đó, cho anh em nào mà đi đường xa thì chúng ta có thể nghỉ lưng. Đó, rất là an toàn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần vô lăng xe. Vô lăng xe như anh em thấy đó, bên đây là lúc nghe gọi nè, nghe gọi điện thoại nè, tăng giảm âm lượng nè. Bên đây có hệ thống lưu control, hạn chế tốc độ nè. Nói chung xe này rất là nhiều tính năng mới nha anh em. Chữ rắc được mạ chrome rất là đẹp nè. Về phần đồng hồ, như anh em thấy, giờ Khanh bật lên cho anh em nhìn nè. Chúng ta sẽ có hai cái đồng hồ hơi hai bên đây nha. Đồng hồ vòng tua máy, đồng hồ km. Đây là cái đồng hồ số km đi được bao nhiêu nè. Cửa nó báo cửa đang mở này. Đó hai. Đây là đồng hồ vòng tua máy, đồng hồ nhiên liệu và đồng hồ nhiệt độ động cơ. Và đây thì chúng ta sẽ có là đài FM, radio ấy, máy lạnh, quạt, lốc nóng lốc lạnh, hướng gió. Và chỗ này có hai cái rắc cắm là USB và rắc cắm 3.5. Chúng ta có thể cắm trực tiếp vào điện thoại chúng ta luôn nha. Đây là cái hộp số 6 tiếng một lùi, sử dụng động cơ combin 6 tiếng một lùi nha. Hộp số này 6 tiếng một lùi. Và phía đây chúng ta sẽ có cái hộp để giấy tờ rất là to. Đó. Trên đây cũng có một cái cửa sổ trời cho em có thể lấy gió ngoài vào. Chúng ta tắt máy lạnh đi để tiết kiệm nhiên liệu hơn nha. Đó là phần Khanh muốn giới thiệu sơ về cái con xe tải rắc N900 này. Thì anh em nào muốn biết chi tiết về cái con xe này á, thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh hoặc là cứ đến công ty của Khanh. Hiện tại công ty Khanh đang có ở quận 12 và ở Bình Chánh. Đó, anh em nào muốn biết chi tiết á, thì cứ alo cho Khanh rồi Khanh sẽ dẫn anh em đi xem xe nha. Xe còn rất là nhiều, Khanh thì còn rất là nhiều loại xe cho anh em lựa chọn. Ví dụ trong phân khúc 9 tấn thì chúng ta có thể tham khảo như rắc này, N900 này,
hoặc là chúng ta có thể tham khảo như thêm mấy dòng cơ bản như Fao, Dongfeng đó, những dòng đó thì cũng bán khá là chạy đó. Anh em nào đang có nhu cầu mua xe thì cứ alo trực tiếp cho Khanh, số điện thoại trên màn hình, hoặc là có thể kết bạn Zalo nhắn tin cho Khanh cũng được. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của Khanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.